Nói chung là nếu mà thắng ở lượt đi là một lợi thế rất là lớn. Tại vì là từ ván sau là các bạn chỉ cần đánh hòa thôi là đã được vào chung kết rồi. Chiều nay thì chúng ta sẽ sau bàn thắng tiếp chung kết luôn. Vâng. Ở lượt đi về ở lượt về thì Nguyễn Đức Quân cầm cờ đỏ phía trước. Và Nguyễn Đăng Khoa thì đi sau đỡ thế trận thuận pháo trực xe đối hoành xe. Và Quân đã chủ động mở top 7, top 3 tiến 1. Và rồi chúng ta có thể nhớ lại trận đấu của Thiện Khôi đánh ngày hôm qua với cả một bạn nữ đúng không nhỉ? Em nhớ đây đến đây thì bên đỏ đã mắc một cái lỗi khai cuộc. Khôi ngày hôm qua đi nước có C2 tiếng 5 rồi ăn sang con tốt và ăn tướng con tượng rồi bị cái đòn coi như là đen có 2 đình 3 rồi bắt chiếc xe của cờ đỏ. Vâng, đây 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 đúng luôn. Vâng, chính cái đòn này C2 tiếng 5 hôm qua kỳ thủ Nguyễn Thiện Khôi đã bị thua đấy ạ. Vâng, C2 sau đó bình 7. Không biết là Quân có sự chuẩn bị chưa và đừng vội vàng ăn xe sang tốt rồi ăn xuống tượng giống như là Thiện Khôi. Đen đã đưa xe lên mắt mã, có thể ăn luôn không ạ? Có thể ăn được tốt đầu luôn được không ạ? Pháo môi à? Vâng, Thiết Huân Thuyên khả năng là từ nãy đến giờ là thấy nhiều các pháo cháu đa phần là đánh pháo đầu luôn. vâng Em có pháo thể đầu và thuận có một cái pháo. đặc điểm vâng của các bạn nhỏ, thật ra là các bạn rất giống mình. à. Các bạn là rất thích đánh pháo và rất ít bạn coi như là đánh theo lối tán thủ, coi như là thích tốt hay là phi tượng hay là gửi mã. Vâng, xin chào bạn Bùi Thanh Kim, hai bình luận viên cho xin kết quả được không ạ? Vâng, Vâng. Lê Thu Hòa có thể đọc lại giúp chị không? Chị có vừa cầm không? Không, đang để em xem. Đây. Vâng. Ừ, Ở trận hạng 10 bắn 12 thì Chu vâng. Đức Huy đã thua ván 1. Đúng rồi, Chu Đức Vâng. Huy đã thua Nguyễn Thiện Khôi ạ. Nguyễn Khôi và Còn ở Đức hạng Quân thì thua Đăng Khoa. Đây còn là ván thứ hai. Kỳ Khuê thì thắng Phạm Chí Thành. Vâng. Vâng. Và Hoàng Minh thì thắng Nhất Phong. Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng, chúng Thế là ta ở hạng 69. Chúng ta chỉ Vâng. còn 4 cặp đấu thôi. Khả năng là phải đưa pháo 8 tiến 4 rồi, đúng không ạ? Đang đến lượt Quân đi. Vâng. Đen vừa mới chuyển xe sang bắt mã bắt tượng để đưa pháo lên giữ mã thôi. Vâng. Thế nếu thúc tốt thì sao? Ở ván cờ này chắc chắn là Quân sẽ phải chắt chiu từng cơ hội rồi. Vâng. Rõ ràng với việc mà để thua ván đầu tiên thì ván thứ hai bắt buộc phải thắng. Vâng. Đó là Đen. một cái nhiệm vụ rất khó khăn. Đen đã đi pháo 5 bình 7 để tiếp tục bắt mã thì chắc là phải đi xe 2 tiến 1 để giữ thôi. Và có nữa mỗi một nước giữ thì mã của bên đỏ thì không có đường đi và đi thì lại mất xe. Vâng. Buộc là phải đi xe 2 tiến 1. Ok em Nguyễn Tiến nhá, để chị sẽ xem lại và kết bạn nhá. Xe 2 tiến 1 bây giờ thúc top 3 được chưa? Vâng, chạy pháo 2 bình 3 luôn. Cá nhân Phi Liêm cho rằng là lúc vừa rồi có thể thúc luôn đúng không Thu à? Vâng, Đánh thúc vào tốt con luôn. mã. Vâng, Vâng. thúc luôn được ạ. Tuy nhiên thì khả năng là Đăng Khoa đang tính đường để phát triển cánh bên phải Vâng. khi mà xe phó mã vẫn tại vị. Vâng, gác tượng lên có được không ạ? Tốt đầu lên được không? Và Nguyễn Đức Quân đã quyết định đi xe 9 bình 8 ạ, mở mặt xe cánh trái.
đen có thể tốt hoặc là lên mã. Đen đi nước cờ là 63 tiến 1 để tiếp tục bắt mã, vâng, tiếp tục bắt quân mã 3 của cờ đỏ. Thì ăn pháo vào tốt đầu được không ạ? Thằng nào thì quân mã cũng đang không chạy được rồi. Cứ ăn mã, ăn pháo vào tốt đầu để xem đánh pháo trống được không ạ? Vâng, xin chào bạn Phùng Văn Hương nhé. Chào mừng bạn đến kênh, chào bạn Trần Duy Tôn. Vâng, xin chào anh Phùng, Phùng Văn Hương. Chào bạn Trần Duy Tôn. Chắc là phải pháo 8-5 rồi. Em thì đang nghĩ là phải pháo 8-5. Chị thì nghĩ xem sao cờ đỏ có thể đi đâu được trong một pháo 8-5. Nếu mà mình mã ăn lên sao? Và mã ăn lên thì chắc là phải ăn pháo xuống rồi. Ăn pháo xuống thì mất mất quân đó. Vâng, thì bây giờ đang khó rồi. Bây giờ đang bắt mã. Đây. Mã mã ăn lên đúng không ạ? Liệu bây giờ đi mã 3 thoái 5 được không thưa à? Mã 3 thoái 5 đấy ạ. Mã 3 thoái 5. Vâng. Mã 3 thoái 5 nếu pháo ăn xe thì mã ăn xe. Pháo ăn mã thì pháo trợ ăn xăng mã. Ăn xăng pháo. Hay quá. Thế ít nhất là đổi cây. Tốt ăn lên thì xe ăn pháo. Và lúc đấy lại có pháo trống nữa. À đúng rồi ạ. Vâng, lúc mã 3 thoái 5 rất hay đấy ạ. Vâng, lúc mã 3 thoái 5. Vâng, một nước cờ rất hay. Mã 3 thoái 5 vừa bắt xe vừa bắt pháo đúng không ạ? Nếu mà đổi thì là đổi cây thôi. Nếu mà ăn đây nhá, ví dụ nhá, nếu mà pháo 3-8 đúng không ạ? Ăn xe thì có phải ăn xe đúng không ạ? Mã ăn, ăn pháo ạ. Mã ăn về xe chứ. Vâng, mã ăn về xe thì pháo sẽ ăn sang pháo đỏ ạ. Pháo ăn sang pháo đỏ. Tuy nhiên thì sẽ bị đè cái này. Tuy nhiên thì cái trái xe mã của cờ đen là chưa ra nên là vâng, có ăn được hơn quân thì cũng vẫn bị đè. Vậy là quân đang tính bỏ quân để đánh xe pháo trống và hai xe đấy. Không, em đang không hiểu là tại sao lại đánh thế này nhỉ? Đánh thế này thì mất không quân chứ không có bỏ gì hết. À đúng rồi, vì mã vẫn giữ. Vâng. Vì hai pháo đang vừa rồi là quân tính là pháo 7-2. Pháo 7-2 vật lên. Thì mới ăn pháo 8-5. Mất không quân nhỉ? Vâng. Bây giờ phải không treo quân lên chứ. Cờ đỏ Đức quân bị mất quân chứ. Đúng rồi, Nguyễn Đức Quân đã mất không quân. Vâng. 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 Một là mình phải thử pháo trống, hai là mình phải nếu bây giờ được... vâng, nếu bây giờ có đỏ có bắt lại cây thì bên đen cũng có xe pháo mã đánh một cánh này. Vâng. Giả sử bây giờ mà có chuyển xe 2-8 qua vâng, để bắt chết con mã như nhỉ? Mã 2 thì pháo 7-8 chẳng hạn. Vâng. Cũng rất là nguy hiểm. Con mã 7 thì lại bị đè. Vâng. Cốt 3 của cờ đen đã đè trước rồi. Chúng phạm bảo đi mã ba pháo 3 thoái 6 à? Xe thoái 1 ạ. Vâng, rẽ pháo ra một nước thôi. Bây giờ mà đi xe 8-8 chẳng hạn vâng, gác sĩ lên ạ. Thôi. Vâng. Nhưng mà gác sĩ lên. Vâng, sau con pháo lại có nước thủ về lại chi tích. Bây giờ đi binh 5-1 được không? Chúng ta phải binh 5-1 để mở đường cho mã 7 vào cuộc. Vâng. Nếu không thì không đủ lực lượng. Là rồi và tấn công ấy. Con mã sau lại khó phát triển ạ. Vâng, thực ra thì tuy kém một quân nhưng mà vẫn phải tìm cách khắc phục thôi, chứ đã lỡ rồi. Không biết là các bạn khác đã có kết quả chưa? Chúng ta cũng mới bắt đầu thi đấu được khoảng 10 phút chị nhỉ? Ừ, lần này thôi.
bắt đầu được mọi người thích. Và có vẻ là lượt đầu các bạn đánh hơi nhanh. Này, chào Dũng Phạm. Đỏ đã đưa xe tuyến 4 ạ. Bây giờ đưa xe tuyến 4 thì để thúc tốt đấu đúng không ạ? Mục đích chắc là để tốt 7 tuyến 1 đấu để thông lộ mã 7. Thì bắt xe rồi. Thế sau đó thì phòng thủ chặt nữa thì đổ bê tông thì không thể đỡ được. Đúng không ạ? Lấy mã giữ tốt thôi. Khó quá là chắc rồi. Nhìn hình cờ đen bây giờ là sau khi mà hơn quân sau đó lại còn chỉnh hình rất là đẹp nữa thì rất là khó khăn cho cờ đỏ. Cờ tròn đúng không? Bên đỏ không đánh gì và bây giờ lại mất một cây, kém một cây. Và xe chuyển qua bắt pháo đúng không ạ? Vâng, xin 4 tấn 5. Vâng, và có kết quả của ván thứ hai bảng U12, đó là Chu Đức Huy đã thắng Nguyễn Thiện Khôi. Đây là một tỷ số hòa và chuẩn bị các bạn sẽ phải đánh trận cờ chớp để quyết định ai sẽ là người đi tiếp vào vòng trong. Tôi thấy là đánh hơi nhanh, em đang đánh hơi nhanh. Còn giờ đang đến lượt nào. Quân qua vừa đi mã 7 tiến 6. Chạy 3 tiến 4 đúng không em? À đúng rồi, 3 tiến 4. Thực ra là cờ này thì quá tròn rồi và đăng khoa thì lại không cần phải thắng chứ. Đã hơn cây lại không cần phải thắng. Vâng. Thế nên là sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Đức Quân. Tượng 3 tiến 5 rồi. Bây giờ thì Quân sẽ đi đâu đây? Thiếu người. Bây giờ là Đức Quân đúng kiểu thiếu người luôn. Khó quá. Bây giờ cứ phi mã 7 tấn 6 lên được không? Mã 7 tấn 6 rồi mã 6 tấn 4. Vâng. Tuy nhiên giờ chắc cũng chả có cái gì ngoài phân mã để một là mã 7 tấn 6, hai là lại đưa xe tiến 2 ạ. Nếu mà đưa xe tiến 2 thì mã đen lại tiếp tục mã 4 tiến 6. Chỉ tiêu đánh pháo đầu đi. Đúng rồi. Cũng khó lắm. Bây giờ mã 7 tiến 6 thì đúng là mã 4 tấn 6 bắt xe đấy. Vâng. Nếu mà chạy xe đi thì đơn giản, có khi Khoa là như cô Hà nói là Khoa cứ ăn pháo đi. Vâng, lại chạy xe 7 bình 6 luôn. Để ngăn không cho mã đỏ tiếp tục vào mã 6 tiền 4 ạ. Vâng, nước sau cũng có thể xe 6 thấy 2 nữa, xe 6 thấy 2 bắt cây này. Bắt cây nữa, vâng, nước cờ rất là hay, rất là cẩn thận luôn. Quá khó cho Quân rồi, không có một cái kẽ hở nào cả. Vâng, đúng rồi, Bùi Thanh Kim.
Thì Liêm cũng thấy vậy, lúc đầu thì cảm giác bạn ấy nhỏ bé quá, mình thì cứ đang e ngại và không biết là lực cờ khoai như thế nào trước quân. Đức Quân đi đánh thì Phi Liêm cũng đã xem rồi. Lúc Vâng. đầu thì hơi e ngại cho bạn đấy, nhưng mà sau cái ván một qua nhỉ. Vâng. Và bây giờ nữa thì cảm thấy là khoa đang đánh một cách rất là tự tin bay bổng Vâng. ấy. Đúng như kiểu là cờ có gió. Đỏ đưa xe lên đấy, đứng Khả đấy thấy năng khó chịu quá. và khả năng là ở Quảng Ninh thì nhiều biển và nhiều gió thôi. Vâng, chào Minh Nguyễn, và bây giờ lại có cả idol Khoa nữa. Vâng, chào Minh Nguyễn nhé. Vâng, đỏ đã ăn xe rồi mã. Liệu bây giờ đi mạng 4 tiến 6 được không? Mạng 4 tiến 6 là cẩn thận nhất đấy. Tiêu diệt nốt con pháo. Không hiểu bạn ấy đang vẩy tay, bạn định làm gì vậy? Có con gì đâu. Mỗi người. Vâng, mạng 4 tiến 6 được không ạ? Đấy, thì, vâng, pháo 4 tiến 1 rồi. Pháo 4 tiến 1. Thế thì có khi phải ăn pháo lên tốt đầu quá. Đấy. Nếu mà lăng mạng 4 tiến 6 thì sẽ là pháo Chắc 5 trái chắn luôn 2. đấy. Vâng, Như nếu vừa mà con xe bên đen chưa ra mà không cẩn thận là xe hai xe một pháo của đỏ là có đòn sát đấy. Thế vừa rồi chị mới nói là mình nếu mà để chắc chắn hơn là mình đi mạng 4 đến 6 Vâng, để coi đấy. như là Vừa giữ giữ tốt tốt đầu, luôn. giữ Vâng. tốt và bắt pháo đầu. Vâng. Nếu mà cảm thấy nguy hiểm phát là Vâng, tiêu triệt diệt tiêu luôn. luôn, đánh hoa. Triệt tiêu luôn để đánh Đấy. hoa. Không cần đánh nhiều, Không cần phải thắng luôn. Đấy Vâng. là đơn giản nhất, là chỉ cần hòa thôi. Chứ đừng để thua. Vâng. Chính xác là cảm giác như là lực cờ của Hoàng Mạnh Hùng với cả Chữ Đức Huy là cảm giác là Nhỉnh hơn hả? Nhỉnh nó hơn chắc so với chắn các luôn, bạn. Vâng. chắc chắn. Dạ vâng, em xin chào anh Lạc Vùi ạ. Chào mừng anh cũng đã đến kênh sóng vào chiều nay ạ. Ê, chào anh Lạc Bùi. Vâng. Chiều nay sao? Em này em nhỉ? Em cảm ơn anh đã khen hai chị Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, xong đây là trận em. bán kết, đang ở vòng bán kết và chúng ta sẽ có chung kết. Rồi sau chung kết thì ban tổ chức sẽ tổ chức là có lễ bế mạc trao giải. Chính vì vậy mà Thu Hà với Chi Liêm không hẹn mà gặp đều mang một màu áo đỏ đi để có Vâng. thể dự một lễ bế mạc là gì nhỉ? Màu đỏ. Một Màu đỏ thành sắc công nhất, đỏ. rực Vâng. rỡ nhất. Hoa mã lên rồi ạ. Tốt đầu lên vâng. Cúc Vâng, tốt đầu lên được không khúc ạ? tất đầu thì đồng nghĩa với việc là đổi rồi, mã ăn về pháo đúng không? Vâng, chứ không bây giờ chạy pháo thì đen cũng có nước xe 1 mình 4 thì lại chết quân. Đấy, Khoa còn đang tính là vào vào đâu pháo trống cơ. Đấy, có 4 mình 5 trước. Thí ạ. Vâng, vậy là quân chạy đi 5 mình 4 rồi. Cứ ăn xe lên thôi. Vâng, áp xe lên bình thường. Vâng. Cũng đang còn đe dọa là chiếu hết này. Dạ em cảm ơn anh đã quan tâm. Ở hạng U69 thì câu lạc bộ cờ Nguyễn Gia của em đang có ở vòng bán kết thì đang có 3 bạn. 3 bạn thi đấu. Bán kết là gồm có 4 bạn thì câu lạc bộ cờ Nguyễn Gia có 3 gương mặt đại diện. Và hiện nay thì các bạn đã thi đấu xong ván 1 rồi, còn ván lượt về nữa, ván thứ 2. Vâng, thua rồi đấy ạ. C1 bình 4 luôn. Em xin chào Madame Si Tình nhá. Chào Madame buổi chiều. Bây giờ phải nói là bonjour Madame. Em chào chị Si Tình. Dạ vâng Vâng. ạ, đúng như anh Lạc Bùi nói thì tất cả các bạn đều chơi với sự hồn nhiên vô tư nhất. Không ai có thể can thiệp được vào ván đấu và như cô Hà nói là có thể còn con tốt cuối cùng cũng phải cũng chơi, đúng không ạ? Vâng. Chú Đức Huy thắng rồi ạ. Chung kết, trận chung kết thứ nhất thì đã có bạn là Chu Đức Huy. Vâng. Vào kỳ Chu vật Đức trận Huy. bán kết vừa rồi thì Huy đã hòa 1-1 với bạn Thiện Khôi đúng không ạ? Vâng. Với ở thể thức cờ nhanh và chúng Vâng. ta đã có một ván cờ chớp đã diễn ra giữa hai bạn. Thì bạn Chu Đức Huy đã là người xuất sắc hơn. Vâng.
bạn đã chiến thắng bạn Thiện Khôi và trở thành cái tên ghi vào trận chung, ghi tên vào trận chung kết. Vậy không biết là chung kết là hai Quảng Ninh đúng không ạ? Hai Quảng Ninh gặp nhau luôn ạ. Vâng, và cũng xin chúc mừng bạn Đăng Khoa, Đăng Khoa và Đức Huy sẽ là hai cái tên đánh trong trận chung kết, và người tranh Hoa Tư sẽ là Thiện Khôi và Đức Quân.